Hello quý vị và các bạn. Video tiếp theo thì chúng mình sẽ test Lenovo VVN 1340 một chiếc kèn hàng của Leo, hàng đời cao nhé. Đó là hàng MD55, hàng mắc quýt, tức là hàng nó cao chốt vút. Như ngày xưa là chúng mình cũng đăng cho các bác xem là những cái hàng súp kép của MD3L đấy, hàng mắc quýt đấy. Thì cái dòng này nó là một trong những cái dòng súp kép đấy nhé. Đấy, cái lưỡi căng nó cũng như nhau luôn, nhưng loa nó đẹp xuất sắc, chưa lau chùi, chưa vệ sinh gì gì cả các bạn nhé. Các bạn, loa chưa lau chùi, chưa vệ sinh, bẩn nào để nguyên mà nó đẹp như thế này các bác ạ. Chất lượng của nó thì cũng không phải bàn mà không phải nghĩ nữa. Bác chép cái con này á thì là nó y chang như con 515, nhưng phân tần nó gấu gấp mấy lần cơ, công suất lớn hơn. Thì phân tần gấu hơn thì bắt buộc là cái công suất nó phải đòi hỏi phải cao hơn, thùng cao hơn đấy, dày hơn 515 rất nhiều. Tiếng bát thì nó chắc lịch. Đây bác này, trong này chịu thắt đấy, này thắt là nó ghi được cái VVN lõm luôn, nó đẹp lắm các bác, đẹp đẹp mê mẩn luôn. Hàng chưa lau chùi, chưa vệ tinh gì thì các bác nha. Đấy, hàng của Mexico, bận lắm. Thì hàng về được có 5 đôi thôi. Đấy, giá video trước em báo rồi, các bác xem video này xong em cũng báo giá luôn. Đấy, nó đẹp mỹ mãn luôn, đẹp đẹp xuất sắc, chả có định gì để chê được cả. Thế ốc kèn làm to ra sâu đi để cho tiếng chép nó sẽ phóng xa hơn, rộng hơn. Đây, nó đề luôn là 90, 30 này. Chiều rộng 90, chiều ngang 50. Đấy, nó tuệ ra cái phủ cái sóng chép. Đó bác. Thì video trước thì mình quay bên trong rồi, nội thất nó thì quá gấu rồi, cũng chẳng phải bàn thì những dòng ngoài nữa. Dòng ngoài các bác đánh ngay vào Google có ngay. Hiện tại bây giờ giá mới của nó rơi tầm độ 74 triệu mấy trăm một đôi cơ. Đấy, còn bên em bán là giá công khai luôn, giá là 32 triệu một cặp, bao ship toàn quốc cho các bác, chả úp mở cả. Bác nào mua được thì mua, không mua được thì cứ cho em một like đấy nhá, cho em một like. Bởi vì những cái dòng này ở mình rất ít, đa số những cái dòng ngon này nó lắp vào 3 club đấy, hai những cái con 3 mini nhỏ nhất nó treo lên rất đẹp đấy. Để bật chuyện này tí như cái móng này tí đấy, chắc lịch gọi nha. 5 đôi ngoài kia còn mấy người nữa, thì lắp được đôi nào thì em sẽ test luôn đôi đấy cho nhanh cho các bác. Chứ còn vệ sinh nhất thì em không vệ sinh đâu, bác nào lấy về vệ sinh thì vệ sinh, nhưng còn bãi về nó đã đẹp như này chả phải vệ sinh gì nữa đúng không? Đấy, vâng, em test nhạc luôn cho bác đỡ bị lâu. Giá công khai luôn 32 triệu, bao ship toàn quốc, bên em không trao đổi hàng các nha, tránh tình trạng là những người mua xong là dính hàng bờ. Cho nên là nhiều bác cứ bảo tiếng TV là có cái tiêu chí đấy, không được, nhưng mà bên em là cứ cam kết là không đổi giác, không trao đổi hàng, để tránh tình trạng người mua sau là dính hàng bờ coi nhé. Hàng em về đến đâu bán hết đến đấy, cho dù vẫn buôn bán lẻ hầu như không hàng tồn bác nhé. Hiện tại bên em hầu như hết hàng rồi, đến sáng quay video cho các bác xem đấy là hầu như hết hàng rồi, không có hàng nữa. Bên em có tránh tình trạng là dính hàng bờ cho các bác mua sau đấy, bán ấy nấy. Vâng, mời quý vị và quý bạn cùng nghe nhạc.
Đó các bác, đấy là chất âm của loa JBL MD55, tiếng nó cực gấu luôn, cực phê luôn các bác. Video sau để em sẽ hát demo cho các bác nghe một loa này, nó cực phê luôn. Lưới ấy càng nó bao nhiêu nó thích rồi. Quá đi. Thùng nó có dày thật như này. Những cái dòng này nó sẽ cao cấp hơn những cái dòng 515 này, 615 này và KB605. Cái dòng này là nó sẽ cao cấp hơn rất nhiều các nhá. Cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ xịn sò luôn. Đây, từng hốc treo loa nó là bằng sắt, chuyện chìm JBL hết các bác nhá. Đó. Cực kỳ xịn sò luôn. Nó cao cấp hơn rất nhiều những 515 hay là 615, KB6015. KB6015 này bây giờ tiếng Mỹ bán hết rồi, không còn nữa các bác nhá. Đấy, đôi đấy giá nó là 30 triệu rồi thì cũng đã hết rồi. Những cái dòng này nó cao cấp hơn rất nhiều nữa. Phân tần gấu hơn, thùng gấu hơn, thùng này là thùng chịu nước các bác nhá. Đấy, đổ nước vào thoải mái vô tư không ảnh hưởng gì. Hàng mắc quýt. Y chang như là cái xúc kép 40 MD3L của TVB quay lần trước đấy. Có 6 cặp thì bán hết rồi, 6 cặp xúc kép bán hết rồi. Đó, bắt đầu xem hay theo dõi kênh của TVB thì biết. Còn bắt đầu chưa theo dõi thì chắc cũng không biết được những cái xúc đấy. Tại vì đăng lên thì được có một thời gian thì bán luôn. Hết sạch tinh luôn 6 đôi, mới tinh trong hộp tốt. Đây. Bác nào có 5 đôi thôi, bác nào nhanh tay thì sở hữu từ bên Tết là hầu như không có hàng đâu. Đấy là khẳng định bác luôn nhá. Đấy, cho dù bác nào mua thì liên hệ với em, mà không mua thì nhớ cho em một like để ủng hộ cho tiếng BB để làm được nhiều video hơn. Vâng. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiếng BB ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nhá. Hầu như là giá cực rẻ, cực hấp dẫn đúng không ạ? Giá mới của nó là các bác mua rơi tầm độ trên 74 triệu, gần 75 triệu một cặp này cơ. Rất nặng, thùng chúng chịu nước. Có chuyên nắp cho ba club hay là karaoke chuyên nghiệp. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì nhanh tay điện thoại với BB. Tại mình có vài đôi từ bên Tết thì chưa chắc là hứa hẹn với các bác có nhiều hàng về hay không, chưa biết được. Đó. Vâng. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với TVB nhá. Xin chào tất cả quý vị và quý bạn.